Chào chị Nguyệt. Hai người là... Chúng tôi bên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đông Bình. Tôi có vi phạm gì à? Tôi có vi phạm gì đâu. Mời chị theo chúng tôi về cơ quan để làm việc. Tôi biết là về địa phương thì phải cách ly y tế tại nhà. Nhưng mà ở trong nhà cuồng chân cuồng tay quá nên là tôi vừa mới chạy ra ngoài để hít thở không khí một tí thôi ạ. Chúng tôi đang điều tra vụ Khải Tuấn. Mời chị theo chúng tôi. Nước cam của anh đâu em ơi? Dạ đây ạ. Phải công nhận là bà này rất chịu khó làm đẹp. Gần 50 tuổi đầu rồi mà lúc nào cũng nghĩ là mình đang 30. Sợ thật. Ấn tượng mạnh đấy nhở? Một ngày cứ thay chục bộ đồ bảo sao không ấn tượng. Thế còn ông Túng? Ông Túng bây giờ đang đi cà phê với bạn. Đây là thời điểm rất thích hợp để tiếp cận bà Loan. Tôi làm nghề dịch vụ, ai nhờ chuyển thì tôi chuyển thôi. Chị là bác của cô Ly, người tình của Tuấn, chắc chắn chị phải biết. Tuấn là trường hợp đặc biệt, cậu ta là chỗ quen biết, nên là tôi chuyển cho cậu ấy, tôi có tính phí gì đâu ạ. Cụ thể là mấy lần? Một lần ạ. Thời gian? Hình như là cuối tháng 12 năm ngoái ạ. Thế còn một lần giữa tháng 5? Tháng 5... Uống gì anh? Chú cho anh uống cái gì anh uống cái đấy thôi. Cháu đến bác sĩ cô ơi. Chị nhìn xem có phải người này không? Đúng là cô ta rồi ạ. Chị cứ nhìn kỹ đi. Hôm đến lấy tiền cô ta đeo khẩu trang, nhưng mà cô này có đôi mắt rất đặc biệt nên là tôi không quên được ạ. Chị có biết cô này là ai không? Lúc đưa tiền thì tôi không biết, nhưng bây giờ thì tôi biết rồi ạ. Đưa tôi đi đâu vậy? Về tiệm vàng Kim Toái. Không được, tôi vừa mới làm ăn lại, bây giờ như thế này thì tôi chết mất. Vừa nhận tin tốt từ Linh, anh em mình có thể triển khai được rồi. Lúc ký lệnh, thủ trưởng Việt có nhắc anh em mình phải hết sức thận trọng và chắc chắn, phải xác định được tính chất nghiêm trọng và nhạy cảm của vụ án này. Lần này một mũi tên nhắm hai đích. Đã không bắn thì thôi, bắn là phải trúng. Đề nghị mọi người giữ yên vị trí, đặt hết điện thoại lên bàn. Điện thoại chị đâu? Tôi, thiếu tá Phạm Thái Hòa, thay mặt cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đông Bình đến thi hành lệnh khám xét khẩn cấp. Anh Bình ơi, vợ chồng mình đi đâu xa xa đi? Đi đâu? Em không biết được, nhưng mà cứ đi đâu thoát ra khỏi cái Đông Bình này là tốt rồi. Ở đây em thấy ngột ngạt lắm rồi ý. Nhá. Ngay vào luôn à? Ngay vào luôn. Được, để anh về lấy xe. Xét cái đống này đi luôn đi. Ừ. Nhanh lên nhá. Rồi. Chào chị Loan. Chào chị. Anh là ai? Tôi là Lê Anh Vũ, Phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu. Yêu cầu chị đeo khẩu trang. Đây là giấy triệu tập. Chúng tôi mời chị về cơ quan công an để hợp tác làm rõ một số vấn đề liên quan tới chị. Tôi... Cụ thể là công việc kinh doanh bất động sản của chị. Tôi phải gọi cho chồng tôi đã. Chồng chị không liên quan đến việc này. Mời chị hợp tác.